Duyên. Dạ mẹ. Cái phương pháp để thiết kế về một cặp chân mày mới nhất 2023 mẹ chuyển giao cho con với tất cả nhân viên rồi. Thì bây giờ con trổ tài cho mẹ xem từ là con lình hồi được bao nhiêu rồi. Dạ dễ mà mẹ. Vẽ một cặp chân mày thì rất là đơn giản, chỉ cần ba đường cơ bản là xong à. Đầu tiên là đặt bút từ đỉnh ôm xuống phần đuôi lai trên này. Đường thứ hai là từ eo ra đuôi lai dưới này. Đường thứ ba là từ eo chìa vô phần đầu để ăn rơ với sóng mũi này. Sau đó là chúng ta sẽ phối màu này. Phần phối màu thì chỗ nào có lông rồi thì mình né ra. Những cái chỗ trắng thiếu lông thì mình phây vô tí. Quyện màu mực với màu lông ăn rơ với nhau để đẹp tự nhiên như thế đó. Và nguyên tắc phối là phần đuôi đậm nhất, nhạt dần lại phần đầu và mờ mờ mất đi. Tại sao mà mình về chân mày cũng dùng thước mà mình vẽ như một họa sĩ? Là một người phun xăm thẩm mỹ á, là như một người họa sĩ vậy đó. Mắt là thước nên không có cần phải dây rồi thước đo kẻ kẻ đâu. Có ai vẽ một bông hoa mà lấy cái thước để đo bông hoa đó để vẽ đâu. Như vậy nó không có hồn. Nói chung là tất cả những cái gì mẹ dạy á, là con là lình hồi hết rồi đó. Con còn phải cố gắng thêm nữa mẹ. Làm nghề thẩm mỹ mà phải cập nhật mỗi ngày và nâng cao chất lượng mỗi ngày thôi. Bây giờ thì Duyên sẽ tiến hành phun chân mày cho em khách hàng nha. Chỉ sau 30 phút lướt kim nhẹ trên da sẽ tạo cho khách hàng một cặp chân mày thời trang, không đau, không sưng, làm xong là đẹp ngay nhá. Mai sau sử dụng màu mực Dr. Magic có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế kiểm nghiệm cấp phép, không chỗ xanh chỗ đỏ, an toàn cho sức khỏe, đảm bảo về gu thẩm mỹ. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, 15 chi nhánh trên toàn quốc, đội ngũ nhân viên y tá bác sĩ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, tất cả các dịch vụ tại Mai Sa đều được Bộ Y tế cấp phép thực hiện, giá dịch vụ sản phẩm được công khai trên toàn bộ hệ thống. Chính vì vậy lượng khách hàng nhà Mai Sa lúc nào cũng đông như trời hội, điều đó chứng minh cho chất lượng dịch vụ và sản phẩm của nhà Mai Sa. Các chị em ơi, hãy nhanh chân tới Mai Sa chi nhánh gần nhất để làm đẹp tại ga hoàn toàn không lo về giá. Hàng hiệu, giá bình dân, Mai Lisa đến là đẹp.